Trong vài năm trở lại đây, điện thoại thông minh ngày càng có giá rẻ và tiện dụng hơn. Chỉ với khoảng 2 đến 3 triệu đồng, người dùng đã có thể sở hữu một mẫu điện thoại với nhiều tính năng hữu ích. Đây là lý do không chỉ riêng Việt Nam mà ở khắp nơi trên thế giới. Bất kỳ nơi công cộng nào cũng thấy hình ảnh nhiều người, đặc biệt là giới trẻ luôn chăm chú vào chiếc điện thoại. Trở thành nô lệ của smartphone là thực tế rất đáng lo ngại, khi mà theo một thống kê mới đây, hiện có tới 94% dân số Việt Nam sử dụng điện thoại di động, trong đó có 37% người dùng có điện thoại thông minh. Những người bán hàng khi vắng khách. Lúc đi bộ sang đường không quan sát, tay mắt chỉ dành riêng cho điện thoại. Đến quán cà phê chủ yếu để lướt Facebook. Vừa sạc pin, vừa lướt web. Những hình ảnh không hề hiếm gặp. 4 đến 5 tiếng một ngày mà em thường sử dụng cho việc là xem phim, lên mạng xã hội. Do cái đặc thù công việc của mình là mình làm những cái việc liên quan đến thông tin, nên là một ngày mình cũng phải dành khá nhiều thời gian cho các thiết bị công nghệ. Có thể là những hôm nhiều có thể là 3 đến 4 tiếng. Thì em mỗi ngày em dùng tầm 6 đến 8 tiếng điện thoại. Và để lên mạng xã hội và chơi game. Điện thoại là công cụ kết nối giúp con người trò chuyện, đọc tin tức, truy cập mạng xã hội, xem thời tiết và chơi game giải trí. Thế nhưng việc lạm dụng điện thoại cũng mang đến những hệ lụy đối với người dùng. Điểm số trên lớp thấp, thị lực ngày càng giảm là hậu quả của việc sử dụng điện thoại quá nhiều của em học sinh này. Facebook rồi rất nhiều thứ rồi dần dần thì thời gian của mình sử dụng càng ngày nó lại càng tăng lên nhiều hơn. Có những lúc thì em còn dùng cả vào buổi đêm cơ, nhưng mà đến lúc đấy thì vẫn là kiểm soát được hành vi, nhưng sau này cũng em cũng không biết được cái tác hại của nó trên khi bắt đầu thấy điểm số ở trên lớp bắt đầu giảm rõ rệt. Theo một nghiên cứu mới đây của trường Đại học Derby Anh về chứng nghiện smartphone, người dùng càng sử dụng điện thoại nhiều thì càng có nguy cơ bị nghiện cao. Do đó, để con em mình không quá lệ thuộc vào điện thoại, nhiều bậc cha mẹ cho con em mình tham gia các lớp dạy kỹ năng sống. Thậm chí có nhiều bạn là chơi game trên smartphone còn nhiều hơn là trên máy tính. Và có một cái câu chuyện vui là khi mà các bạn nói rằng là các bạn ấy sẽ quyết tâm là giảm thời gian chơi trên máy tính xuống còn 15 phút một ngày. Thì lúc đó chúng tôi quay sang chúng tôi hỏi rằng là thế cái thời gian trên smartphone của bạn là còn bao nhiêu, thì bạn bảo còn vài tiếng nữa. Và khi đó thì chúng tôi lại phải trao đổi với bạn ấy để bạn ấy tiếp tục đặt mục tiêu là giảm cái thời gian mà mình online chơi game trên điện thoại xuống. Cũng theo các chuyên gia, việc quá lệ thuộc vào điện thoại di động có thể khiến cho con người mắc hội chứng nomophone, chứng sợ hãi và ám ảnh khi không có điện thoại. Thậm chí, việc lệ thuộc quá nhiều vào điện thoại di động sẽ làm cho con người, nhất là những người trẻ thiếu kỹ năng giao tiếp. Có một lời khuyên đến các bậc cha mẹ là nếu trẻ nhỏ không nên cho tiếp xúc sớm với smartphone. Nếu trẻ bắt đầu lớn lên trên 1 tuổi thì có thể sử dụng, nhưng mà thời gian cũng như là nội dung phải được cha mẹ giám sát. Và trẻ lớn nữa thì chúng ta sẽ có những cái giám sát tiếp theo. Đừng để các em bé sa đà vào các cái game. Các chuyên gia khuyên cáo, để hạn chế việc có thể nghiện điện thoại thông minh trong giới trẻ, các bậc phụ huynh cần quản lý chặt giờ giấc sử dụng điện thoại, cho các em tham gia nhiều các hoạt động ngoại khóa, chơi những trò chơi kích thích sự sáng tạo và khả năng tưởng tượng. Đặc biệt, không để cho con có quá nhiều thời gian chơi các trò chơi trên điện thoại và máy tính bảng.